khai thác tàu thuyền quá niên hạn sẽ bị xử phạt. Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 142 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Theo đó, đối với hành vi khai thác tàu thuyền quá niên hạn sử dụng sẽ bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 65 đến 75 triệu đồng đối với nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phương tiện lưu trú du lịch ban đêm. Phạt tiền từ 55 triệu đến 65 triệu đồng đối với phương tiện chuyên vận tải hành khách có sức chở trên 12 người mà không phải là tàu lưu trú du lịch ngủ đêm, khách sạn nổi, nhà hàng nổi, tàu đệm khí. Phạt tiền từ 45 đến 55 triệu đồng đối với phương tiện chở hàng nguy hiểm, chở dầu, chở khí quá lỏng, tàu đệm khí. Ngoài ra, tổ chức cá nhân vi phạm còn bị tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng có thời hạn từ 2 tháng đến 3 tháng. Công văn số 238 Bảo hiểm xã hội về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 22 tháng 1 năm 2018. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được phản ánh của người tham gia bảo hiểm y tế về việc trên thẻ bảo hiểm y tế in sai thời điểm 5 năm liên tục. Thực tế có thể kể đến là các em học sinh đã tham gia từ năm lớp 1, tới bây giờ học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông mà vẫn chưa đủ 5 năm. Do đó, thông qua công văn số 238, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh và các đơn vị trực thuộc thực hiện những công việc sau. Nghiêm túc trong việc thực hiện kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo đúng và đủ thông tin quá trình tham gia bảo hiểm y tế. Việc cấp đổi thẻ phải thực hiện ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia bảo hiểm y tế đến làm thủ tục cấp đổi thẻ do sai thông tin về thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Thiết lập kênh hỗ trợ riêng cho việc cấp đổi thẻ do sai thông tin về thời gian tham gia liên tục.